Chào quý vị các bạn, hôm nay Bình Sơn giới thiệu với các bạn một chiếc máy phát điện xách tay Elimax SH1000DX. Cái hàng này thì chắc là rất là nhiều người dùng rồi, và những ai dùng đã biết được cái độ bền, độ trì của nó rồi. Cái Elimax SH1000DX này thì nó ra đời rất là lâu rồi, chắc khoảng cách đây phải mười mấy năm rồi. Thì cái dòng này nó rất là ổn định. Hàng này là hàng sản xuất tại Nhật, các bạn có thể thấy chữ Made in Japan nó in ở đây. Chiếc này thì nó là Elimax nên là tất nhiên rồi, cục phát của nó là cục phát Sawaguchi. Vỏ của nó là vỏ nhựa nên trọng lượng của nó rất là nhẹ, nó khoảng tầm hơn 20 cân thôi. Rất là dễ dàng di chuyển, chúng ta xách đi, có thể xách đi picnic, xách đi chơi, hoặc là sử dụng trong gia đình. Hoặc đối với một số hộ gia đình ở nông thôn thì các thiết bị điện yếu, không tải điều hòa thì các bạn có thể mua chiếc máy này, nó rất là phù hợp. Nó rất tiết kiệm nhiên liệu, một tiếng nó chỉ mất 0,4 đến 0,5 lít xăng thôi. Trọng lượng khoảng tầm 22 cân và công suất nó ra khoảng tầm 850W. Với công suất này thì các bạn có thể dùng thiết bị chiếu sáng rồi là TV rất là ổn định rồi. Đây là một cái lựa chọn rất là hay. Tôi sẽ nổ thử chiếc máy này cho các bạn để các bạn có thể cảm nhận được cái khả năng vận hành nó dễ dàng và cái độ ồn của nó như thế nào. Các bạn nhìn thấy không? Rất êm, rất dễ nổ đúng không ạ? Vỏ nhựa màu xanh. Tắt đi. Đây các bạn có thể thấy được chiếc này nó là điện ra zin luôn 220, không phải là dòng Nhật nội địa chuyển điện như các dòng khác. Chiếc này dùng mình cực kỳ tiện dụng rồi. Chúng tôi sẽ test thử tải cho các bạn có thể xem. Nó sẽ tải một số cái máy mài, một số cái máy khoan, chúng ta xem tận mắt hơn. Rất êm. Sau khi chạy một máy mài, chúng ta sẽ chạy thử một máy mài. Ok, các bạn thấy tải nó vẫn rất là ổn. Mài này là bao nhiêu watt? 150. Hả? 150W. Rồi, tải thêm một khoan cho nó máu. Cái này giúp 500 rồi. Khoan đông kia rồi 500W. Rồi. Hai cái này chú rồi. Rồi ok, đây. Nếu các bạn muốn mua hàng thì vui lòng liên hệ chúng tôi qua số điện thoại 0961 349 345, hoặc số điện thoại 02422 499 399. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.